Chào quý vị và các bạn. Hôm nay Toyota Tân Cảng vừa mới thu về mẫu xe Toyota VX E số sàn đời 2019 nha quý vị. Xe này thì quý vị có thể thấy là nhìn tổng thể xe phía trước này còn rất là dơ, và xe này thì mới thu về. Đây là thực trạng chi tiết nhất của mẫu xe này. Thì hôm nay tôi mời quý vị hãy cùng tôi đánh giá chi tiết. Xe này mang bản số tại Đồng Tháp nha quý vị, 66A. Và hiện tại mẫu xe này chạy khoảng cỡ gần 40.000 km. Trên xe thì cũng có trang bị option thì cũng tương đối đầy đủ, có ghế da rồi, có DVD, có camera da rồi. Những mẫu xe như thế này thì thích hợp cho quý vị nào mà chạy kinh doanh hay là sử dụng gia đình mà thích cái mẫu số sàn á, thì quý vị có thể tham khảo cái mẫu xe này. Về nhìn tổng thể cái mẫu xe này á thì quý vị có thể thấy nè, từ phía trước ra phía sau nè, đây là màu bạc sẫm. Thì quý vị có thể thấy này, về chất lượng nước sơn á thì mặc dù xe nó bẩn nhưng mà quý vị có thấy là độ bóng trên cái nước sơn á, thì quý vị có thể thấy là cái nước sơn của xe này vẫn còn cái độ bóng. Và giữa các chi tiết này, quý vị thấy cái từ nắp capo nè, rồi cái cản nè, rồi cái viền cái lưới tản nhiệt ở dưới nè, thì quý vị có thấy là những cái chi tiết này nó rất là đều với nhau và nó liên kết rất là khít với nhau nè quý vị. Và thứ hai nữa là cái cản với cái vè này thì quý vị thấy là nó rất là khít nha quý vị đó. Thì còn về lốp xe này là chạy 40.000 km rồi. Và ở đây thì quý vị có thể thấy năm sản xuất đó là 2019 nha quý vị. Bộ mâm này thì nó hơi bẩn nhưng mà cũng không có cái vết trầy, chỉ bị xém xém ngay chỗ mấy cái viền này thôi. Nhưng mà còn riêng cái bộ lốp này á, cái rãnh lốp đây thì còn sâu, nên quý vị có thể là chạy một chặng đường tương đối khá nữa thì quý vị nhận thấy những cái bộ lốp này. Và khi quý vị nhìn nghiêng á, ở phía bên phải này á, thì quý vị thấy nè, những cái đường dập nổi này chạy từ phía trước ra phía sau này nó rất thẳng luôn quý vị. Và những cái gờ cửa này quý vị thấy không, nó liên kết rất là đều với nhau. Và nước sơn á thì thấy bên này thì chỉ có những cái vết trầy xước nhỏ nhỏ thôi. Thì những cái vết trầy xước như thế này á thì sau khi tiến hành đánh bát á thì nó sẽ hết nha quý vị. Và ở đây tôi sẽ đóng cửa cho quý vị nghe này. Đó, đây là cửa đã được đóng mở để quý vị sẽ cảm nhận âm thanh nó như thế nào. Ở ngoài thì có dán phim nè, có che mưa nè, có chắn cửa. Đây là những cái trang thiết bị tiêu chuẩn đối với những cái dòng xe Toyota thôi. Đó, chất lượng nước sơn nè, rồi bộ vỏ phía sau nè. Đó, rãnh lốp thì còn rất là sâu, mâm phía sau thì cũng không có trầy xước gì hết. Và nếu mà quý vị nhìn tổng thể từ phía sau nè, từ cản nè, từ vè nè, từ cửa sau, cửa trước tới vè trước, cản trước, thì quý vị thấy là phía bên này á của mẫu xe này còn tương đối liền lạc, giữa các chi tiết nó liên kết với nhau rất là đều. Và cái chất lượng nước sơn á sau khi sử dụng á thì nó vẫn còn đảm bảo hơn quý vị. Còn ở phần tổng thể phía sau này thì sao? Phía sau này như tôi nói này, giữa các chi tiết này nó vẫn là rất là đều với nhau. Phía sau đây thì cũng không có cái vết trầy xước gì hết. Những cụm đèn này từ 2019 tới giờ mà bảo hành tới 2022 thì cái chất lượng cái này á, thì thứ nhất Toyota Tân Cảng đã đảm bảo cho quý vị là không tai nạn, không ngập nước rồi. Còn thứ hai nữa là xe này được bảo hành chính hãng Toyota Việt Nam đến 2022, nên quý vị cứ yên tâm ha. Phía sau đây đã có trang bị camera da rồi nha quý vị, như hồi nãy tôi đã giới thiệu cho quý vị rồi. Nói chung tổng thể phần phía sau này ổn đó, nhìn xe còn liên lạc. Còn ở phía bên trái thì sao? Phía bên trái này á thì quý vị cũng thể thấy là, nếu mà đứng quan sát tổng thể như thế này á thì quý vị có thể thấy là nó cũng tương tự như bên kia thôi. Đó, từ giữa các chi tiết nè, nó liên kết rất là liền với nhau nè. Đó, giữa các gờ cửa nè, nó rất là đều. Và cái nước sơn á, độ bóng á thì còn ổn nha quý vị. Đây. Đó. Ở đây những cái gờ lốp đó nè. Những cái gờ lốp này nó tương tự nhau hết nha quý vị. Đây, đều năm sản xuất 2019 đây. Và cái mâm thì cũng không có trầy xước gì hết. Nói chung nhìn ngoại thất của mẫu xe này á, mà khi quý vị đánh giá thì nói chung là ngoại thất cái chất lượng mới sử dụng 2019 đến nay 2020 có một năm mà, thì quý vị có thấy là những cái chi tiết này nói chung cái chất lượng của xe còn lại nói chung là được. Còn về phần nội thất bên trong xe thì sao, thì quý vị có thể thấy nè, xe này chủ nhân cũ á, sử dụng cái mẫu xe này á thì sử dụng ở khu Đồng Tháp, thì không biết là sử dụng ở vùng nào, nhưng mà thấy nội thất của xe thì còn hơi bẩn. Nhưng mà với những cái nội thất này á, sau khi mà chúng tôi tiến hành làm đẹp theo công nghệ Marukuri á thì nó sẽ sạch bóng như mới nha quý vị. Đây, hàng ghế phía sau đây đó, thì quý vị thấy là không gian nội thất bên trong á nó hơi, cái ghế nó hơi bị bẩn, thì sau này chúng tôi sẽ tiến hành dọn dẹp vệ sinh thì nó sẽ đẹp y như mới thôi đó.
ở trong xe đây quý vị. Đúng rồi. Đó, quý vị có thể quan sát tổng thể ở phía trong xe đây. Đó, tôi đề máy cho quý vị nghe ha. Đây, số km thực đây quý vị, 39.782 km. Đây, có đầu DVD rồi. Đó, tôi đã bật camera dè để quý vị cùng quan sát. Đây, tổng thể không gian nội thất ở trong đây nha quý vị. Từ DVD nè, rồi hệ thống điều hòa nè, đó, trục cần số nè, nói chung là còn y như nguyên bản hết thôi nha quý vị. Ở đầu này thì đã kết hợp với lại bản đồ Việt Map rồi. Đây, cái này thì cũng có rất là nhiều quý vị khách hàng thích cái này. Khi mình đi, đó, quý vị thấy không, xe đang được định vị ở tại Toyota Tân Cảng nè, đó. Thì khi quý vị mà muốn đi đâu á thì quý vị chỉ việc chọn vô vị trí đó thôi. Đó. Rồi quý vị chọn điểm đến thôi, rồi quý vị muốn tìm địa chỉ đi đâu đó thì quý vị cái việc nhập vào thì nó sẽ hiện ra cái nơi mình ở thôi. Thì quý vị sẽ tìm, nó hướng dẫn luôn ở đây thì nó sẽ hiển thị luôn là ở đoạn đường đó đi được tốc độ bao nhiêu, xe mình đang đi tốc độ bao nhiêu. Còn nếu mà xe mình vượt qua thì nó sẽ báo là vui lòng giảm tốc độ. Thì đây là một cái trang thiết bị mà cũng rất cần thiết thời bây giờ nha quý vị. Đó. Thì đây chính là những cái phiên bản mà đầu VD đã có trang bị rồi. Rồi bây giờ tôi mời quý vị hãy cùng tôi ra phía trước để quý vị hãy coi thử là cái khoang động cơ á nó hoạt động như thế nào, có êm ái không, có được trơn tru hay không. Đây là khoang động cơ của mẫu xe này nha quý vị. Đối với dòng Toyota Vios á thì trang bị động cơ 1.5 lít với công nghệ DOVDVI nổi tiếng của Toyota thì quý vị đã biết rồi. Và quý vị thấy nè, cái khoang động cơ nó mặc dù nó bẩn nhưng mà các chi tiết máy nè quý vị nè, hệ thống ốc nè, keo ở trong cái hệ thống máy nè thì quý vị có thấy là còn y như nguyên bản. Và đặc biệt thì quý vị có thể nghe tiếng máy nổ rất là êm, rất là giòn và nó rất là đều với nhau quý vị. Thì quý vị có thể thấy được rằng là cái động cơ này hoạt động rất là ổn. Và thứ hai nữa thì tại Toyota Tân Cảng như tôi đã nói rồi, cam kết không tai nạn, không ngập nước, thì quý vị cứ yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Thì hiện tại mẫu xe này á đến đây là tháng 11/2020 rồi quý vị. Thì mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng định giá với mức giá là 420 triệu đồng. Mời quý vị quan tâm đến mẫu xe này ghé trực tiếp Toyota Tân Cảng xem xe. Còn về giá cả thì chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng, hay là cái nhu cầu của quý vị như thế nào á thì mời quý vị cứ ghé xem xe thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.